Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Roblox trong phần chơi Anime Vanguard. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok mọi người, ui, hôm nay sao nó có cái con gì mới mới? À thực ra thì vẫn là mấy con này. Hôm qua có một bạn bảo mình ấy là cho mình mượn một cái con ở trên cái banner này, con Skerrit ở trên banner. Thì hôm nay bạn đi học rồi cho nên mình chưa có mượn được. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách để nhận cái cân đầu vân nhé. Bởi vì mình thấy là có nhiều bạn hôm bữa mà mình review nick của bạn Tấn Tài đấy, thì có vài bạn hỏi mình là làm thế nào để lấy cân đầu vân. Mình biết là cũng có nhiều bạn đã biết rồi, tuy nhiên đấy là cũng có nhiều bạn chưa biết. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn như vừa người bay cân đầu vân qua đúng không? Đấy, hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết cách để lấy nhá. Thế nên là nếu bạn nào biết rồi thì các bạn thông cảm một chút xíu. Mình sẽ chỉ gọi là nói nhanh qua thôi. Đó chính là các bạn cố gắng hoàn thành hết tất cả cái độ khó Nightmare, hay là đây tiếng Anh nhé, còn ở tiếng Việt sẽ là ác mộng ở cái hành tinh Namek cho mọi người nhá. Và sau khi các bạn hoàn thành xong tất cả thì các bạn sẽ đây. Đây 100% tiến trình tựu thì các bạn sẽ nhận được cái hộp quà. Đây là sẽ bao gồm cái cân đầu vân với lại nhân vật Kasi nha mọi người nhá. Đó, các bạn thấy không? Nó cũng là một cái Skerrit. Ủa? Đây, xong hết rồi nhá. Còn ở phần 2 thì các bạn làm xong thì các bạn sẽ nhận được con cóc. Nói chung là các bạn cứ cố gắng hoàn thành ở phần 3 là cái gì? Ở phần 3 thì các bạn sẽ nhận được con này. Đó, nói chung là các bạn chịu khó làm nhiệm vụ là các bạn sẽ nhận được nhá. Bây giờ hình như mình phải trang bị thì mình mới có thể cưỡi được hay sao á. Đây, vào đây trang bị, sau đó là các bạn ấn V để các bạn cưỡi nhá. Đó là bây giờ mình đã cưỡi cho mình nó chính là một cái cân đầu vân rồi. Nhìn ngầu anh em. Ở đây có nhiệm vụ này. Ui, sau này mình hoàn thành ui được một đống nhiệm vụ này. Vào nhận hết xem nào, xem có gì tí nó đi gacha tiếp các bạn ạ. Mình thấy là anh em thích xem nhất ở trên cái kênh của mình là gacha, cho nên là mình để dành game để mình gacha cho mọi người coi. À hôm nay thì cũng có thêm khá là nhiều những cái ấy mới mọi người nhá, có thêm khá là nhiều những cái cốt mới. Thì nếu bạn nào mà check thử xem nhá, là các bạn nếu mà các bạn mà chưa nhập cái cốt nào ấy thì các bạn có thể nhập cái cốt này vào để các bạn nhận nhận thêm game đấy, các bạn đi gacha đây nhá. Đây cốt đầu tiên mang tên là AV500 Kalai này, đó sẽ được 1k game cũng như là đá tinh chất hồng. Cốt tiếp theo là 400k like này thì mình cũng sẽ nhận được 1000 game cũng như là đá tinh chất cầu vồng. 600k like rồi cũng được 1000 game cũng như là hai đá tinh chất hồng nha mọi người nhá. Chúng ta có thêm một cái cốt là 70m visit này. Ui, 70 triệu người ghé thăm cửa ghê à. Được 1000 đá quý với hai tái cuộn đặc điểm ạ. Và cái cốt cuối cùng mà mình thu thập được trong ngày hôm nay đó chính là AV50 mil. Đó, cũng được 1000 game cũng như là ba cái tái cuộn đặc điểm. Nghe như phở tái đấy các bạn ạ. Rồi thì hiện tại là mình cũng đã sở hữu được 12.400 game rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi summon thử xem nào. Xem là có ra được cái con nào ngon ngon hay không nha. Bạn nào mà không muốn có mấy cái hoạt ảnh triệu hồi như mấy cái phần cũ của mình ấy thì các bạn có thể vào cái phần cài đặt ở phía dưới nhá. Rồi các bạn kéo cái phần bỏ qua hoạt hình triệu hồi này. Đó thì nó sẽ không ra cái mấy cái nhảy từng con một, nó ra một lúc là 10 con luôn hay sao ấy. Rồi bây giờ mình sẽ triệu hồi nha mọi người nhá. Gọi 10 con nào. Ui giời, ố ra Itachi đấy. Hôm qua mình nghe có bạn bảo là con Itachi này khá là ngon nha. Không biết nó ngon chỗ nào thì mình không biết. Hay là Sasuke ta. Trời ơi, ra toàn mấy con ghẻ không các bạn ơi. Trời ơi, bán hết. Là mấy con này bán hết đúng không? Bán sạch. Trời ơi, lại một con Itachi nữa. Mình không biết con Itachi đâu mạnh chỗ nào. Nhưng mà trời ơi, chẳng lẽ mình không có được một con nào ngon sao? Trời ơi, cho tôi một con siêu ngon đi nào. Vãi ạ. Ra toàn mấy con cùi thôi ạ. 50 con thì mình sẽ được thần thoại các bạn ạ. 400 con thì mình sẽ được một con mythic. Trời ơi, ra ba con Itachi rồi, vãi trưởng ạ. Tôi không muốn làm Itachi đâu. Dành cho bạn nào không biết thì Itachi là cái thằng nó vì cái ngôi làng của nó mà nó giết cả họ đấy các bạn ạ. Mình không thích Itachi đâu. Ôi giời, lại ra thêm một con Goku nữa.
Ây da, cứ phải dễ ra nhờ. Khó rồi anh em ơi. Trời ơi, vẫn chưa ra được con gì ngon thế này. Vãi ạ, ra 3 Itachi ạ. Rồi lại ra thêm con Goku nữa. Tính là nãy giờ 5 con huyền thoại rồi nhưng mà không con nào ngon. Ui. Ủa. Ủa. Con này là thần thoại mythic ở thần thoại bình huyền thoại bình thường. Rồi lại ra con Pain nữa này. Các bạn thấy mình có con nào ngon thì các bạn comment ở dưới anh biết với nhá. Trời ơi lại Kizazu. Mình thì mình cần con thần thoại cơ. Trời ơi. Ôi. Tính ra là cũng mà cũng không ngon lắm. Nhưng mà cũng không đến nó tệ. Mà mỗi tội là không được con thần thoại rồi thôi. Trời ơi không ra con mythic nào. Rôn siêu đen. Không sao, như là bây giờ mình có thể qua đây để mình nhận. Đây đây có thằng collection đây này. Ra đây để mình nhận thêm một ít nữa các bạn ơi. Hình như được khá khá đấy. Đấy, ủa. Trời ơi, được có 150 à. Không sao, mình có thể gọi thêm được 10 lần nữa. Những lần này là những lần may mắn. Nhưng mà không phải. Trời ơi. Một ngày siêu xui xẻo các bạn ơi. Thế thì, ủa. Thành tựu gì mới đây. Wow. Nhận được cái này này. Không ngon các bạn ạ. Được 3 cái. Nhưng mà bây giờ chắc là mình sẽ đi tiếp tục cái này các bạn ơi. Mình sẽ đi tiếp tục cái phần này đi. Đây qua cái màn mới chơi. Màn làng cát các bạn ạ. Đấy nhá, bạn nào muốn lấy cái ác mộng cái này đấy. Muốn lấy cái cân đầu vân đấy. Như mình cái này thì các bạn phải đi qua hết tất cả các màn ác mộng rồi nhá. Đó mọi người thấy không. Còn cái này thì mình đi cũng xong rồi. Chắc là mình sẽ bắt đầu đi ác mộng rồi từng cái một. Đây. Đó các bạn cứ chịu khó các bạn đi với cái ác mộng này nhá. Là các bạn có thể sở hữu được. Nhân tiện thì hôm nay mình cũng sẽ gọi là test con Vegeta luôn. Test con Vegeta xem nào. Một số choáng à. Lấy cái này đi. Cho kẻ thù có thêm khiên đi các bạn. Đây là đường ra của quân địch kia này. Thế chứ mình ghét cái map này vãi. Nhìn nó cứ bị khó chịu kiểu gì á. Nhưng mà vẫn phải đi thôi. Biết sao bây giờ. Mấy con này đi hơi chậm. Mấy con này nó có thêm cái lớp khiên nữa này các bạn. Mấy con ninja làng cát. Nhìn khá là bựa. Nào, ok. Cho ba con này ra nhá. Nhiệm vụ đầu tiên là cứ là farm tiền thôi. Mình nghe mọi người chỉ á, là nhiệm vụ đầu tiên cứ là farm tiền thôi. Tính ra hôm nay là một ngày gacha khá là đen đủi của mình á. Một ngày gacha đáng quên. Đây, ba con. Mình chưa biết cái chiều con Vogita super như nào. Nhưng mà anh em dặn mình ấy là nên cho con này ra trước. Bởi vì con này ấy, nó ra thì nó gây đam rất mạnh. Đó. Bình thường người ta kêu là cho con này ra trước đúng không? Nhưng mà mọi người bảo là cho con. Báo với mình là cho con Goku ra. Nó sẽ gây đam theo thời gian ấy. Kiểu càng về sau đam ấy. Ui. Gì này sao không gây được miếng đam nào vậy? Ông cố ơi, ông cố ơi. Nếu mà đam đơn mục tiêu thì chắc là con Kizazu vẫn mạnh hơn các bạn ạ. Cái con này thì càng đánh thì đám nó càng tăng các bạn ạ. Mình nghe mọi người bảo là con này càng đánh thì đám nó càng tăng đấy. Thôi nhưng mà việc kiếm tiền vẫn là tiên quyết cho mọi người đấy. Ưu tiên nâng mấy con này lên để gọi là kiếm thêm nhiều tiền hơn. Đó, mọi người bảo mình ấy là ưu tiên nâng mấy con này tới wave thứ 10. Cái wave thứ 10 bắt đầu là đi nâng cấp mấy con kia thì rất là khỏe. Tí nữa mình sẽ gọi là mua Vegeta nhé. Mua tí luôn. Để mình cầm một con Vegeta cho đứng ở đây nè. Sao nó có mạnh hay không nè. Ủa. Wow. Ôi. Cái con này mới ra nó trưởng nhìn ghê à. Nhưng mà cũng. Ê. Vãi đạn. Cua người ta. Cho này coi. Ủa. Nhìn nó kiểu thua vậy. Sao con Kizazu này có làm nốt được không? Ok. Hơi sợ nha. Cho con Vegeta ở đây coi. Con Goku thì có vẻ không ít lắm. Vẫn nâng mấy cái này trước nhá mọi người nhá. Cái này là chơi hơi gà đó. Đánh giá là chơi khá là gà đó. Mấy con này là cái con gì đấy. Người cát à. Nhìn ghê đấy. Đấy nâng mắc cái này đã. Nâng lên 3.000 là mắc nhá. Hiện tại thì như là trong cái game này nó chỉ có cái con này là con duy nhất cho tiền thôi nhá mọi người nhá.
con Spin Dragon này này. Con duy nhất là con này cho tiền thôi, cho nên là chưa có con nào mới. Rồi mình chờ thêm một tới wave thứ 10 này. Đó, chờ wave thứ 10 là bắt đầu mình tiến lên cho con Vegeta ở kia. Úi, rồi. Xung quanh con Vegeta, Super Vegeta này. Ui, con này đam to thế nhở? Phải ạ, đam cái gì này? Là sao nhỉ? Chưa hiểu cái chiêu con này lắm. Con này thì càng đánh đam càng to nhá. Con này càng đánh đam càng to này. Ui, sao con Vegeta nó trưởng gì ghê à? Nhưng mà hình như là hơi khó để phá cái lớp giáp đầu của bọn này thì phải. Cái giáp đầu của này như là có thể chống được một chiêu giống với con Titan ở trong Dragon City của ta. Cảm giác là mấy con này khá là giống với lại mấy con Titan của Dragon City để có thể chống được cái chiêu đầu tiên các bạn ạ. Đây, sao nhìn được? Nhìn có vẻ bắt đầu đánh hết lại rồi này. Không sao, không sao. Vẫn phủ nổi, vẫn phủ nổi nha. Đó, con ở cuối cùng mình nâng mắc đi cho nó chắc. Con này thì vẫn nâng ngược, con này vẫn nâng tiếp được các bạn. Nhưng mà để đây thì thấy hơi sai chứ. Thôi để mình nâng cái con đây đi. Mình nghĩ là nâng cái con đầu này thì nó chỉ nhiệm vụ chỉ là phá giáp thôi các bạn ạ. Ủa, mỗi lần nâng cấp lên thì chiều nó khác nhau nhỉ. Nhưng mà cái nói chung là về cơ thể thì nó không khác gì mấy. Về con unit thì nó không khác gì mấy. Còn về mấy cái kia thì nó khác. Về chiêu thì nó khác các bạn ạ. Đấy, chiêu nó khác. Còn về những con unit thì nó cũng khác lắm. Hồi trước mình nhớ mình chơi cái game Toilet Tower Defense đấy. Là mỗi là ui, vãi nó trở nhận. Như một vùng luôn. Hồi trước mình chơi cái Toilet Tower Defense đấy là mỗi lần mà mình nâng cấp lên thì nó sẽ như kiểu là nâng cấp mấy cái trang bị á các bạn, mấy cái item bên người á thì khá là ngầu. Còn cái game này thì nó sẽ gọi là thiên về mấy kỹ năng hơn. Ý là nó nâng cấp thì nó sẽ thiên về mấy kỹ năng nhiều hơn là mấy cái trang bị xung quanh người ấy các bạn. Được rồi, thằng này là Kisame đúng không? Thằng này là Kisame thì phải. Ủa, Kisame là ở trong Anatsuki chứ nhỉ? Nếu như mình nhớ không nhầm thì Kisame là trong Anatsuki mà. Tại sao lại ở làng cát nhỉ? Ủa, khỏe thế nhỉ? Không biết là lên 7.200 đã mát chưa ta? Ủa, vẫn nâng tiếp được các bạn ạ. Vậy thì hôm nay mình vẫn chưa thấy được gọi là mức độ cuối cùng của Vegeta. Tính ra là phải đi mấy cái vô hạn mới thấy cái cuối cùng của Vegeta quá các bạn. Mình nghĩ chắc phải đi mấy cái vô hạn thì mới thấy được cái cấp độ cuối cùng của Vegeta. Mình không biết con này có tất cả là mấy lần nâng cấp nữa. Rồi, Kimase. Rồi con này là Kisame mà. Đủ để nâng cấp lên nữa không? Con này chịu nổi mấy trưởng của Vegeta đây. Boom. Không bắn thua. Thôi cho này vào đi. Để bắn cái này nhìn vậy thôi chứ bắn hơi bị đau quá. Đây một con nó vào đây. Đó, bắn đi đúng rồi. Khá là khỏe. Vẫn thắng thôi. Phần thưởng là 240 đá quý và 100 vàng. Hơi ít nhỉ. Và thêm cả một bát ramen. Ramen là món ăn rất là yêu quý của Naruto thì vậy. Ok, và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye!